Xin chào tất cả mọi người. Ôi tuyết đang rơi mọi người ơi. Đấy thì hôm nay hai vợ chồng mình đi siêu thị Lidl của Đức các mọi người. Cho nên là nhân tiện đây mình sẽ quay cho mọi người xem luôn. Đó, để cho mọi người biết cái siêu thị của Đức nó trông như thế nào. Mình đang đứng ở bãi dưới xe, nhiệt độ bây giờ là -1 và nhiệt độ cảm nhận được thực tế trên cơ thể mình là -7 đó mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ quay cái camera để cho mọi người xem nha. Đó, phía sau lưng mình đây. Đó, mọi người thấy không? Đó. Là cái siêu thị đó. Bây giờ mình sẽ quay lại. Thì mình đi vào trong nha mọi người. Đây hiện tại mình đang đứng ở cái bãi đổ xe đó mọi người. Đây là bãi đổ xe cho ô tô này. Đó, phía bên kia nó có là bãi đổ xe cho xe đạp này. Đây cái biển này hiện nay. Sao không, bây giờ mình quay là cái dịp Giáng sinh cho nên sẽ rất là nhiều đồ. Rất là hào hức luôn. Nên là ở đây là có cái chỗ để mình có thể trả. Mình sẽ lấy cái giò bên này. Đây. Rất là nhiều thứ giờ đang chờ Giáng sinh cho nên bán những cái đồ trang trí cho Giáng sinh đó mọi người. Mình sẽ ráng quay để làm sao cái điện thoại nó không có quá di chuyển đó. Đây là hàng rau củ là nó bán ở dưới như thế này. Rau củ quả. Bây giờ dừa đang bán giá rẻ chứ, một đồng một ký thôi. Bây giờ có vải này kìa. Đó. Chuối bên này nghe bán như thế này. Mình sẽ tự chọn chuối, mình bỏ vào bịch. Bịch như thế đang tự chọn. Tại hôm nay còn rất là ngon, giòn giòn á. Đây bên này là hai con đó bắp cải này. Cải thảo có cải thảo bình thường và cải thảo tím. Đây này là bán mứt. Đây này còn đang để đâu đây. Hành. Giờ buổi đêm người ta hay hay sắp đồ ra đó mọi người. Hôm nay là một bộ ăn bánh sẵn. Chinh quen. Mình sẽ đi chậm chậm thôi để điện thoại nó kiểu không có bị rung quá. Nên là nhiều thịt gà này kia này. Cho mọi người xem giá này. Đây còn những dòng giả sậu cái trái mà tả mé thôi. Được đẹp. Hôm nay là hàng bánh mì. Mình có thể cho những
có xoa này rồi chúng ta thích cho mọi người ăn rất là ngon. Mọi người thử nhé, bán ra ngồi quá ấy. Bán ra chán thử được, có tính phương chú xoa có xoa. Tự nhiên là kiểu trong mà có một miếng thịt mùi và kiểu chí ấy, phô mai ấy, phô mai tăng cầu. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều loài luôn. Này nhìn nó cũng khá là to nha, kiểu da ua hay kia, sản phẩm tươi sữa. Mình rất là thích ăn cái da ua này. Da ua này đó mọi người, hồi xưa mình quá mình hay ăn cái da ua này có vị ngọt, cái này kiểu vì dâu này kia. Bây giờ mình lại thích ăn cái không, không có gì như thế. Hôm nay là giờ kiểu tặng Giáng sinh sắp tới rồi nên người ta bán những cái đồ ăn Giáng sinh non tu la thì cô giống như kiểu rau củ mà hâm lâu ở trong nấu lâu ở trong lò mọi người, nó kiểu mềm mềm ăn rất là ngon. Ở chợ của Đức đó mọi người, nó bán thịt thịt Đức ức vịt này nè. Một miếng nha, 6 ơi. Mấy cái giá. Ăn toàn viên tao xin lên 1 kỷ là 17 đồng 11. Đây là thịt để ăn Giáng sinh, cái đuôi heo. Bánh. Đây là có những con vịt to bát trò luôn, cái này cũng gọi là con sữa măng đỏ, là sữa nguyên kem, không phải sữa măng xanh nên là sữa đỏ. Vừa là người ta bỏ kem đi đâu nên là hàng nên là hàng kem. Bây giờ gia cô đang muốn mua sô cô la. Cái sô cô la của hãng này rất là nổi tiếng, mọi người, nổi tiếng nhất của Phần Lan luôn. Nó cũng kiểu như là một cái biểu tượng ấy, mọi người. Phần Lan là khoái cái đô quá, đô của nước Phần Lan nữa. Mai này ước ta mới trả. Hôm nay là kiểu đi quay mà nhà cô là nhầm bố mua. Không, sợ bếch ta. Ê không ăn. Ê, ta là gì? Ê, ta là gì? Dạ. Chips. Ăn chips. Chips này là mình rất là thích nè mọi người. Sour cream and onion. Đi. Bên này bán đủ thể loại hạt. Chocolate. Rất là nhiều loại chocolate luôn. Giờ của Đức như người ta bán đều đủ thân thân như các nước luôn mọi người. Đủ sản phẩm. Để ra tính tiền nha. Hy vọng là mọi người thích xem video. Rồi quay quay. Bên kia, bên kia là bán đồ ăn cho mèo chó. Đi theo.
và tiếp theo mình sẽ để đồ vào túi. Tarik ko otam rep report. Yo. Ở đây còn có cái hộp để mình lấy đồ từ bưu điện gửi đó mọi người. Đó. Xong rồi. Giờ mình đi ra nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Có gì mọi người muốn xem cái gì thì bình luận ở bên dưới cho mình biết hết.